Remember to warm up your body before any workout routine, but first of all, let's warm up our fingers by clicking the subscribe button and turn on the bell. Luôn làm ấm cơ thể trước bất cứ bài tập nào, nhưng trước hết hãy làm ấm những ngón tay của bạn bằng cách đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để chúng mình kết nối cùng nhau dài lâu. Thank you.